em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là cây lộc vừng ha. Lộc vừng này là cây khô em đã ủ sẵn cho mình đâm chồi sống khỏe luôn rồi nha anh chị. Thôi mấy cái này là cái trên đây nó cao quá, chừng nữa em đóng hàng lỡ có dập gãy mấy cái chồi này nhẹ nhẹ thì chị thông cảm giùm em ha. Dễ sống với cô chú anh chị. À, cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em như cô chú anh chị. Rồi cây này mã số là 320. Cái này em bán một cặp luôn ha. Cái này là một cặp mã số 320. Bây giờ em đo một cây tượng trưng thôi ha, còn cây kia thì nó tương tự nha anh chị. Đo hoành ngay đây là 14 rưỡi đi. Chiều cao của nó là 21 nè, cao tầm gang tay của em này thôi ha. Chậu thì mini thôi, cái chậu thì tầm 14. Để có chi keo rồi. Vậy hình dung ra lại giùm em ha. Cái này là cây lộc vừng nha anh chị. Rồi mã số 320. Cặp này em giao lưu với anh chị là 400.000, em bao ship. 321. 321. Đây một cặp 321 luôn. Hoành nghe đây là gần 11. Chiều cao nó là 21 xíu nữa là 11 nha. Rồi, mã số này là mã số 321, 350 em bao ship. Cây này em ủ sẵn luôn rồi ha. Anh chị về chỉ việc mình để thay chậu qua thôi. Quá đồ quái rồi gì vậy? Này có chậu sẵn thì anh chị về để khoảng tuần lễ đi mình hãy thay chậu nha anh chị. Mã số 322. Hoành nó là 11 hoành. Chiều cao nó là 21. Hai cây thì nó khoảng tương tự ha. Cái này nó có cái dấu chày xước lúc mà có cái cây người ta uống á, để vô đây nè. Mã số 322, cặp này 400.000 em bao ship. Rồi 323. Cây trực, cây bay. Đó, nó bay nè. Hoành đây 17. Chiều cao của nó là 20. Nó vàng nó xù xù đây xíu nè. Nè, cái này nó xẹo kéo bít luôn rồi nè. Mã số này là 326, 400.000 cặp này em bao ship. 327. Đó, quấn dữ thằng luôn. Hoành này 12, chiều cao đó là 15. Thì lúc ấy nó hơi cọ chày xíu phía ngoài nó xẹo xẹo xíu ha. Rồi mã số này là mã số 327. 327 này em giao lưu với anh chị 400.000 em bao ship. 328. Da của nó phía dưới góc này gì nha anh chị. Hoành đây là 12. Chiều cao đó là 21. Rồi 328. 400.000 em bao ship. 329. Quanh đây là 12 nha anh chị. Rồi dưới đây gì nè. Chiều cao đó là 20. Trên đây thì nó nhỏ. Rồi mã số này là mã số 329. 350.000 em bao ship, nó hơi chạy dưới đây xíu ha.
Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đam mê cây cảnh ha, đặc biệt là giống sâm trái nha anh chị. Nay em về được lô sâm trái này, cây này nói chung là người ta đã vô bầu cũng lâu rồi. Đó, cây sống khỏe, nó ăn rễ nó ăn tới dưới này luôn rồi. Đó nè. Đó, cây thì nó bự, một số cây thì bự bằng đầu đũa ăn. Đầu cũng nhỏ ha, đầu đũa ăn hoặc bự hơn đầu đũa ăn. Thì nói chung tóm lại cỡ bà đầu đũa ăn anh chị ơi. Đó, nè, mà cây nó dài nè. Đó, cây này thì tầm 2 gan. Đó, tầm 2 gan nha anh chị. Nói chung là tầm 2 gan. Đó, nè, tầm 2 gan. Đó, 1 gan, 2 gan, cỡ 2 gan của em á. Thì cái này thì này lô này mới về nè, hàng đẹp không nè anh chị ơi. Đó, cái bầu nào cũng là nó bự bự hết trơn à. Người ta nó vô bầu bự để cho nó mạnh á. Cái cây này rất là mạnh ha. Nè, ăn rễ bít cái bầu hết trơn nè. Cái lô này thì em giao lưu với anh chị thì chỉ 6 cây. 200.000 em bao ship ha. Em bao hàng sâm trái, nếu mà nó ra sâm bông thì một em đền 2 cho anh chị. Thì bộ như có cây nào mà sẽ ra sẽ ấy là em một em đền 2 cho chị luôn, anh chị luôn là đền 5 cây khác luôn. Tại vì cái nguyên cái lô này là em chiết nhánh từ sâm sâm trái hết trơn à. Cho đó không có lộn sâm bông đâu anh chị ơi. Đó, em về cũng cả gần ngàn cây nha anh chị. Đó, cây rất là cây này người ta đã vô bầu này 4 5 tháng rồi ha, chứ không phải là mới vô nha anh chị. Đó, cây rất là sống khỏe luôn, đâm chồi đâm rễ tuốt cái này chân nè. Đó. Cây rất là mạnh. Cây thì nó bở cỡ bằng đầu đũa ăn hoặc lớn hơn một chút thì báo cho anh chị là cỡ đầu đũa ăn đi, cho anh chị khỏi phải nữa, nhỏ hơn thì anh chị không cảm. Đó. Thì chiều cao của cái cây á thì tầm 2 gan. Đó, chị ha, tầm 2 gan ha. Đó, cây sống khỏe nè, nè, rễ nó ăn bít cái bầu dưới này luôn à. Tại cái này người ta vô cái bầu hơi to nè. Đó, nó ăn rất là mạnh nè. Mà anh chị mấy cây này dài nè, về anh chị uống đổ nè, hoặc là uống dán lông nè, kẹp dây nhôm vô anh chị, rất là đẹp ha, chơi cây mini rất là đẹp ha. Đó, mà cây này nhánh nè, đó. Anh em uống cây đổ hoặc cây mini cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Ha, vô cái chậu mini nữa là tuyệt vời ha. Rồi chỉ 6 cây 200.000 em bao ship. Này lô này em mới về nha anh chị. Đó, anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn anh chị ơi. Rồi cũng cảm ơn anh chị thời gian qua đã ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi anh chị nào mà cần sâm trái này ha, 6 cây 200.000 thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876 ha. Rồi xin chào anh chị.